Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn click vào video của Nhuận Honda Đức nha. Thì hiện tại Nhuận đang có mặt ở Hit Honda Đức 10 với địa chỉ là ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì trên màn hình các bạn đang xem chính là một dòng Alex 125. Đây chính là phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ đen cực đẹp luôn nha các bạn. Thì ở phiên bản này Honda nó sẽ thay đổi những cái gì so với những phiên bản một của phiên bản 222. Thì trong thời gian qua các bạn gọi cho Nhuận rất là nhiều hỏi về ở phiên bản này nó sẽ thay đổi như thế nào và giá như thế nào, thì trong clip ngày hôm nay á, là Nhuận sẽ cập nhật toàn bộ nó sẽ thay đổi những gì và giá cả hiện tại cũng như là chương trình khuyến mãi. Thì Nhuận mời các bạn mình xem clip nha các bạn. Thì cái phần đầu xe các bạn thấy đây là cái phiên bản này nó cũng giống như tương tự cái về cái ngoại hình á, nó sẽ giống như tương tự của bản 125 của 2022 các bạn. Tuy nhiên á, thì có những cái phần thay đổi ví dụ như là động cơ ESP LED nè các bạn, ESP cộng nè, rồi thêm vào cái cổng sạc nè, đó là những cái chi tiết và thay đổi. Và theo nhà sản xuất á, thì phiên bản 125 này thì với động cơ ESP cộng á, thì nó sẽ tăng cái mức là tiêu thụ nhiên liệu, có nghĩa là xe mình sẽ đốt cháy nhiên liệu tốt hơn và dẫn đến cái xe mình nó sẽ tăng tốc tốt hơn, cũng như là mình vận hành một cách êm ái và nó ít nói chung là xe mình vận hành êm ái hơn và mạnh mẽ hơn đó các bạn. Các bạn thấy nè, thì dòng xe này nó lấy hình ảnh từ cái tia sét các bạn. Đây là những hình ảnh của tia sét cực đẹp luôn. Phiên bản này là rất là thể thao, tuy là dòng phiên bản của Taiga thôi, nhưng mà ở phiên bản 125 cũng như là 150 thì này nhìn nó sẽ rất là thể thao nha các bạn, nhìn thấy rất là mạnh mẽ luôn. Và tất cả những thông số đều là sử dụng là đèn led hết các bạn. Ở phiên bản này các bạn thấy là cái phần đèn led nó sẽ lớn hơn phần đèn pha đó các bạn, nó sẽ lớn hơn của cái của phiên bản 125 ở bản cũ, nó sẽ giống như những dòng xe photo phân khối lớn đó các bạn, nhìn thấy cực kỳ lớn nha. Về với cái bóng đèn led này thì nó sẽ gây cho ra là cường độ sáng trắng nha các bạn. Thì với cái cường độ sáng trắng này á, thì mình sẽ khi mình đi vào ban đêm á, thì cái khoảng sáng nhiều nó rộng hơn, các bạn thấy nó sẽ rộng hơn so với cái bóng đèn halogen. Thì cho nên á, là xe mình sẽ đem lại cho mình tối ưu cái mức ví dụ như là mình đi tốt hơn trong ban đêm các bạn. Thì ở cái phần kế tiếp á, là chắc các bạn cũng đã quan tâm rất là nhiều, chính là cái nhãn năng lượng ha. Thì cái nhãn năng lượng ở phiên bản này á, là 2.26 lít trên 100 km các bạn. Thì có nghĩa là ở phiên bản này nó sẽ hao xăng hơn so với những cái phiên bản 125 những bản cũ. Lý do tại sao là nó hao xăng hơn, lý do là ở phiên bản này Honda sẽ chăm chú vào cái vấn đề giống như là khả năng đó là tăng tốc tốt hơn so với bản cũ. Thứ hai á, là xe của mình nó sẽ là mình chạy ở đường xa, ví dụ là mình chạy nó sẽ mạnh hơn phiên bản cũ, cho nên là tiêu hao năng lượng hơn, là tốt hơn nhiều hơn, cho nên điều đó là hiển nhiên nha các bạn. Rồi, cái về cái phần là hông xe các bạn thấy thì ở phiên bản này Honda cũng đã thay đổi một số chi tiết, ví dụ như là cái phần tem xe nè. Cái phần tem xe ở phần này á, là theo Nhuận nhận thấy á, là nó sẽ cực kỳ lớn luôn nha các bạn. Ở phần phía trên á chính là cái tem Honda. Thì cái phần này cũng là rất là quen thuộc rồi. Ở phần phía dưới nè. Logo Honda lớn ha. Cực kỳ lớn luôn nha các bạn. Và phần dưới là 125 là ký hiệu như là động cơ các bạn. Thì ở 125 hiện tại á, là nó có hai phiên bản ha, phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt nha các bạn. Ở đây là cái phần tem xe nè các bạn, phần tem xe các bạn thấy là Alex ha, chữ Alex mà nó không có để 125 ha. Và cái phần dưới các bạn thấy là nó sẽ có cái tem ha, có cái dạng như là sọc chỉ chạy dài nè, nó nhìn thấy nó tô điểm cho xe. Đây là một trong cái điểm nhấn, nó làm cho xe mình hoạt động, nói chung là khi mình chạy tốc độ cũng khá cao á, thì với cái tem này á, nó sẽ làm nổi bật cho cái dòng xe AB này hơn nha các bạn. Rồi thì kế tiếp là cái phần mặt đồng hồ thì các bạn cũng sẽ rất là quan tâm. Với cái mặt đồng hồ này á, là sử dụng đồng hồ full năm bản, nó sẽ không khác gì so với cái bản 125 bản cũ nha các bạn. Nó thể hiện những thông số đây, thể hiện những thông số rất là đầy đủ luôn nha các bạn. Thì những thông số này ví dụ như là báo xăng nè, rồi giờ nè, km nè, thì đây là những cái thông số này rất là cụ thể với mình có thể dễ dàng mình vận hành ha. Vì ở bên tay trái á, thì nó sẽ có những công tắc ví dụ như là cốp pha nè, còi ở vị trí này và xi nhan ha. Và bên đây á, thì nó bên tay phải á, thì nó sẽ có những cái thông số ví dụ như là chức năng idling top nè. Với chức năng idling top này á, thì sẽ
nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như là mình dừng chỗ đèn xanh đèn đỏ thì với chức năng này á thì sẽ giúp cho mình ngắt động cơ tốt hơn. Nói chung là ngắt động cơ tạm thời á, thì với ngắt động cơ tạm thời này sẽ giúp cho mình tiết kiệm xăng hơn, cũng như là thân thiện với môi trường ha. Và bên đây là cái cụm đề ha. Về ở phiên bản này á, thì Honda cũng đã bỏ công tắc đèn rồi. Thì với cái tiện ích đó là bỏ công tắc đèn thì sẽ giúp cho mình á, và tránh những trường hợp ví dụ như là mình quên mở đèn khi đi vào những vùng thiếu ánh sáng hoặc là vùng ban đêm đó các bạn. Rồi thì kế tiếp á, là cái phiên bản này á, là sử dụng khóa thông minh. Thì ở Alex 125 hay là 150 đều sử dụng là khóa thông minh nha các bạn. Thì với cái bộ khóa thông minh này á, thì nó bao gồm á, những chức năng ví dụ như là khóa xe và mở xe nè, tìm xe và chống trộm ha. Đây là cái khóa là bộ khóa thông minh, nó giống như dòng SH Mod hay là những dòng xe Winner chẳng hạn. Đó là những cái bộ khóa thông minh cho mình sẽ nhìn thấy nó cực kỳ đẹp luôn ha. Và ở bên đây á, thì nó có những cái công tắc ví dụ như là mở cấp yên ở vị trí dưới, và ở bên trên á, là sẽ giúp cho mình đổ xăng ha. Rồi kế tiếp á, là các bạn thấy cái phần hộp đựng đồ á, thì hộp đựng đồ này á, phiên bản này á, là cực kỳ lớn luôn nha. Nó lên đến á, là trên 37 lít, cho nên là mình có thể để được rất là nhiều vật dụng nữa. Ví dụ như là mình có thể là đối với các bạn mình sử dụng vào có nhiều đồ hơn á, thì có thể là dễ dàng để tất cả những vật dụng rất là tốt trong vị trí này các bạn. Và ở phiên bản 125 này á, thì nó sẽ có những thay đổi, ví dụ như là cái học đèn học đựng đồ á, thì cái đèn soi học đựng đồ á, là đã có sẵn rồi, nhưng ở phiên bản này á, nó có thêm cái cổng sạc nữa các bạn. Thì với cổng sạc này chính là cái phiên bản cái cổng sạc của USB, giống như là cái trên cái cổng sạc bình thường của mình á. Ở phiên bản trước á, là nó sử dụng cái cổng tròn, cho nên ở phiên bản này á, cũng đã nhà sản xuất cũng đã thay đổi lên cổng USB ha, mình có thể là dễ dàng cung cấp điện thoại về sạc cho mình nữa ha. Rồi kế tiếp cái phần quan trọng nhất, lý do là tại sao xe của mình á, là nó sẽ 125 này nó sẽ hao xăng hơn so với phiên bản trước, đó chính là cái động cơ USB cộng ha. Đây là chính là USB LED. Thì với USB cộng này á, là nó sẽ là 4 van, có nghĩa là xe của mình á, là khác hơn ở phiên bản trước á, là USB thường là một van hút một van xả, ở phiên bản này á, là hai van hút hai van xả, cho nên nó xe mình sẽ tăng khả năng á, là đốt cháy nhiên liệu hơn, cho nên nó sẽ vận tăng tốc tốt hơn và cũng như là đề ba tốt hơn so với phiên bản cũ nha các bạn. Rồi thì kế tiếp là phần báo giá nha các bạn. Thì kế tiếp á, là AB 125 hiện tại á, có giá hiện tại là 62.990.000 các bạn. Thì giá hiện tại á, là giá này đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm phí biển số lăn bánh. Thì khi các bạn đăng bánh á, thì mới có thể là ở vùng huyện á, là có thể là chiếc bạ là 2%, ở trên thành phố á, thì có thể là chiếc bạ là 5% giá trị xe, cùng với tiền cộng với tiền phí biển số là xong nha các bạn. Về cái phần quà tặng cho xe ha, khi các bạn mua xe trong thời điểm hiện tại, các bạn sẽ được nhận gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng nữa, là bao gồm phí giảm giá 30%, ví dụ như là mình có gắn phụ kiện trang trí cho xe nè, phủ nano dưỡng sơn nè, đó thì những cái đó thì mình có sẽ được giảm giá là 30% ha. Và ở phiên bản này á, là những quên nói á, là sử dụng là phanh CBS ha, 125 là sử dụng phanh CBS, và 150 mới có ABS nha các bạn. Ê, 160 nha, nhận nhầm, 160 mới có ABS, và 125 là sử dụng CBS giống như bản cũ thôi nha các bạn. Rồi thì cửa hàng bên mình đang có chương trình lên hồ sơ online đầy đủ cho bạn ha. Ví dụ như mình có muốn lên hồ sơ online cho dòng xe này á, thì có thể là gọi cho Nhận qua số điện thoại là 0964 234 878, thì Nhận có thể là up hồ sơ online cho các bạn ha. Và địa chỉ cửa hàng là Hồng Đức 10, ấp Châu Ích A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng ha. Rồi Nhận sẽ kết thúc clip đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy clip của mình hay và cũng như là bổ ích, cập nhật giá thường xuyên những dòng thông tin mới, thì các bạn có thể là để lại một lượt đăng ký ủng hộ cho kênh của Nhận phát triển hơn, và cũng như là khi Nhận ra clip sau này á, thì các bạn sẽ cập nhật giá một cách nhanh chóng và chính xác hơn nha các bạn. Rồi xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip luôn ạ.